xa lập bạc đôi khi nè. Khi nhóm bồn cho nam, khi nhóm mẹn hiên phải ăn cho nam tí. Bộ khi nhóm mà riêng lừa đọc thơ tí đó. Bộ khi nhóm mà riêng lừa đọc thơ tí. Miên chùm riêng khá riêng đọc pin đọc cho nam. Bà mang cho bà nhà bát. Hai bê cho bà nhà bát mà mân bà có thật tụ tụ chúc chơi tí. Bất biện này hả nhóm lưu cho ra này nhóm lưu to là chị phong nhóm lưu to là chị hay nâng mục nhóm phong ấy phong nhớ hay thay thay nhóm khơi miên lưu nữ lưu bản đai xa xóm đi bản đai nhóm chìa mần lưu chìa sạch bạc cô mà nè nhóm ở châu chất top to được gọi châu chất bật chân như thế nhóm ở châu chất đây đôi bóng phong sạch bạc cô lưu cừu nè cừu mà chúng ta bởi chọn đăng ai mà xã ọt khâu tê ai mà đăng xã như vậy chọn tới mình men tay chúng mình sẽ là bạn group chúng mình oh, cứ ớt xua thì biết thả riêng cứ ớt xua thì bà riêng khó ăn tay mà riêng hơi châu không nặng sẽ đập á ớt cho tục đã cứ dương ớt xua thì hơi dương ớt tự tua chốc chơi thì còn tay bà riêng hơi không prăng tam lục kru nè kru cột prap cột đạo lục hát dương thử thưa lưu hai đại dương chốc chơi sao là bạn đây khi nè khi ông bấm bốn cho năm khi ông men hiền phải ăn cho năm thì buộc cho mình điền lừa doctor tiệt đâu, buộc cho mình điền lừa doctor tiệt, miền chuẩn bị khá điền đọc pin đọc chín năm, bà man cho bà nhà bát, hai pê cho bà nhà bát mà mình bà có thật tụt tua chốc chơi thế, nè khá bỏ bong từ điền chuẩn bị xây mũi tiệt, phụ nhau mà trong màn ấy thế, cai bị ca lừa tật chật, mạch lừa tật chật phụ nhau của bạn đây, lừa tật chật tùm rúng nó, phụ sao là bạn mình phụ trong tâm này nè. Là khao dây mình bác nhóm ta nên phía đất mà nè. Tăng ốc nè. Hơi cổng mình chỉ cách ca nghe đây cả xuống bác thơ 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 mà nè. Cũng có xuống thôi không? Có thơ ta. Bịa sao cũng dây ấy. Bị bộ ràn máu mình tầm cả ơn nơi không. Sở mây đó tha bài ba nế là miên ta bị đau mà. Bác thơ rồi lột chiếc rồi lý hết rồi. Cứ miên tăng ốc nè. Chúng bạch từ dường ta cũng chùm điên đi. Xuống á. Màu chùm điên bụi hiến sao là bạn năng. Còn ta sẽ bay. Một chuyện hôm ở đây thì thời trăm cục cam về thi bò và chia chun không ai từng om mình tha tận nạn tiền mình tha tận nạn cứ tay sao chộp cho mui năng sờ lấp bạc và bắt thua nhưng cần mới về thi ấy kì về thi cả riệp một cô ca mui thời ca kì mình thời ca hậu mơ bị lìa anh ấy kì mình vào bắt thua bắt không ai sao chộp ấy kì chấm riêng miếng pì tiền miếng chấm riêng bò rán năng chấm riêng sao mày chúng riêng bộ răng cứ đâm rơi từ lứa ca điệp rộp đâm na này cam và thi mùi mùi rồi bó và bây đi khai dương nè miền này kể miền hai con có lo chô ruộng miền rộp lại chơ miền rộp khăn xa la miền cắt sọ nè miền sắp đẹp tâm sơ thời ca play nữa play là nghĩa kể play mùi tiết à đoàn trời giờ mày mình trời ca cầm đô à râm nè cầm đô bà gia ca đẹp nhương chương chó nè nâng mình ấy mình sơ là bạ. Này anh miên tự dốc ấy nè khéo sao là bạc màu này. Miên tự dốc ấy kia cùng đồ bông bọc ấy nè dùng một đạn được không nâng nè. Ốt miên tư cho hai tẩy. Hai tẩy công sủa. Khi nhóm tay anh thật pram prap câu sơ đề riêng cho mùi khi nhóm hơi dụ chôn mất phẹt. Khi nhóm tha bơ mần sủa luôn ai cho bạc tế á. Công chong prap kê nẹ đỏ tay ôi mần sủa luôn anh. Đôi khi nhóm bơ mần sủa và bật thoa luôn ai cho bạc tế á. Công tử uất prap kê thác luôn chơi vào bát thoa không ai, hay công tử tua vào bát thoa kê dùng đạn, tẹt luôn ai, quân dương ác co luôn ai cho bát thoa này, và khao miêu bao man tầm đồng, mà phây chiêng ok score, thọp mưa cướp tầm đồng ngọt, tam so so mình đi, tất cả ở đây, u chơi, đò ngay, đò sờ bạc cô sầm tay, mau ấy, là không dây thưa từ hướng tay ớt thưa hướng thưa mấy tay từ tay nó ngại mưa hơi nơi muốn chọn ai thưa thưa mấy nó ngại mưa à chắc nơi ngại mưa ca sầm tay rồi có ca tầm lang ca cắt con chạ chi cũng rú nè mưa hơi nơi ớt phong nâng lỡ đây ngày môn nâng có xuống gặp thò đi chòm sầm này hằng cơ chứ xe tam an tam bất nâng tam sả lá miên ta tại sao mà chúng nuôn ta miên đã xa mê riêng sầm nè nâng xây tam an này ớt hông sao là khá sang lục bạc này sao là khá sang lục bạc hướng xây tam an này
តែដល់ពេលក្រសួងរៀបចំភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះហើយគឺជាគុណតម្លៃរបស់សិល្បៈវប្បធម៌យើងជាកូនខ្មែរសពថ្ងៃនេះយើងថែទៅកុំបន្ទោសដូនតាយើងពីដើមបាត់វប្បធម៌កុំបន្ទោសគាត់រឿងកន្លងហួសហើយអីដែលសំខាន់នេះសម័យយើងនេះយើងរសាយគង់ទុកឲ្យកូនយើងជំនាន់ក្រោយបើយើងរសាមិនគង់គឺយើងកំពុងតែលុបបំបាត់ឬក៏បង្កកំហុសទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានអឺសម័យនេះឆ្នាំប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះគឺជំនាន់ពុកអញតើជំនាន់ម៉ែអញតើម៉េចក៏គាត់មិនជួយរួមថែរសានោះគឺជាចំណុចសំខាន់